Tứ Xuyên một tỉnh nằm sâu trong nội địa phía tây nam Trung Quốc và thượng nguồn của sông Trường Giang. Vào thời Tam Quốc, Tứ Xuyên thuộc nhà Thục Hán với thành đô là Kinh Đô. Từ thời kỳ đó, thành đô thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên đã thịnh vượng và được mệnh danh là Thiên Phủ Chi Quốc. Tứ Xuyên giáp với Trùng Khánh, Vân Nam, Quý Châu, Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải và Tây Tạng. Tứ Xuyên có hai dạng địa hình chính là cao nguyên ở phía tây và đồng bằng ở phía đông. Địa hình đa dạng, thiên nhiên chủ phú đã tạo cho Tứ Xuyên rất nhiều khu danh thắm đẹp mắt, cùng với lịch sử lâu dài, hấp dẫn những người yêu thích tìm hiểu văn hóa Trung Hoa đến để tìm hiểu. Hơn nữa, với sự cởi mở của con người nơi đây đã thu hút rất nhiều khách du lịch nội địa Trung Quốc và quốc tế ghé thăm. Hôm nay cùng kênh điểm danh một số địa điểm du lịch tại Tứ Xuyên xem có gì thú vị nhé. Đầu tiên hãy đến với thủ phủ Thành Đô. Đây là trung tâm của vùng bồn địa Tứ Xuyên. Địa hình bằng phẳng được bao quanh bởi các dãy núi. Thành Đô là thành phố lớn nhất của tỉnh này. Thành Đô là thành phố được xếp hạng cao nhất trong số thành phố hạng 1 mới của Trung Quốc. Là một thành phố thịnh vượng với nền kinh tế đạt khoảng 300 tỷ đô và dân số hơn 21 triệu. Người Thành Đô thích uống trà, các quán trà có ở khắp mọi nơi trong thành phố, tạo nên một nét văn hóa trà quán rất thú vị tại đây. Thành Đô được xem là thành phố hạnh phúc nhất Trung Quốc trong nhiều năm liền. Với địa hình tọa lạc đồng bằng, đây là điều kiện cho sự phát triển của thành phố. Hơn nữa, các vùng phía Tây Tứ Xuyên thường xuyên bị động đất nên người dân Tứ Xuyên thường lựa chọn Thành Đô để định cư, làm cho Thành Đô ngày càng thịnh vượng hơn. Nếu bạn đam mê với sử học Trung Hoa, thì có thể đền Vũ Hầu là một địa danh thú vị dành cho bạn. Với diện tích 37.000 m², đền Vũ Hầu là khu du lịch cấp 4A của Trung Quốc. Ngôi đền được xây dựng từ thời Tây Tấn để tưởng nhớ Gia Cát Lượng có công giúp Thành Đô trở nên chủ phú. Đồng thời, nơi đây cũng thờ Lưu Bị và các tướng lĩnh của nước Thục Hán. Đây là bảo tàng di tích thời Tam Quốc có ảnh hưởng và nổi tiếng nhất Trung Quốc, với kiến trúc cổ độc đáo, những bức tường màu đỏ uy nghi. Đến với Vũ Hầu, bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào thời kỳ Tam Quốc đúng nghĩa. Nằm ở ngoại ô Thành Đô là núi Thanh Thành. Núi Thanh Thành nằm ở phía tây bắc đồng bằng Thành Đô, cách trung tâm thành phố Thành Đô 68 km. Đây là khu du lịch cấp 5A của Trung Quốc và được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2000. Nơi đây cũng được liệt kê vào Di sản Thiên nhiên Thế giới vào năm 2006 như một phần của môi trường sống của gấu trúc lớn. Đây là nơi sinh của đạo giáo Trung Quốc, nơi ngưng tụ của văn hóa đạo giáo Trung Hoa. Cho đến nay vẫn còn tồn tại các ngôi đền tại ngọn núi này. Với phong cảnh thiên nhiên quyến rũ và các công trình cổ vĩ đại, đây sẽ là một địa điểm du lịch thú vị khi đến với Thành Đô. Tạm biệt Thành Đô, chúng ta đến với một trong bốn ngọn núi Phật giáo nổi tiếng nhất Trung Quốc, Nga Mi Sơn, nằm ở vùng núi phía tây nam của bồn địa Tứ Xuyên, cách Thành Đô khoảng 160 km. Trong các ngọn núi Phật giáo của Trung Quốc thì núi Nga Mi là ngọn núi cao nhất, với độ cao của đỉnh Vạn Phật lên tới 3.099 m. Núi Nga Mi giống như một màn ảnh xanh khổng lồ, nhìn từ xa uốn cong mềm mại giống như khuôn mặt và lông mi của một người thiếu nữ, nên người ta gọi nó là Nga Mi Sơn. Ngọn núi nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và văn hóa Phật giáo lâu đời. Theo ghi chép, từ thời Tây Chu đã có người đến đây để tu đạo. Phật giáo sau khi được truyền tới Nga Mi đã khiến núi Nga Mi nổi danh trở thành một địa điểm Phật giáo lớn bậc nhất Trung Hoa. Trên núi Nga Mi có hơn 100 ngôi chùa rải rác khắp núi, ẩn mình trong rừng sâu hoặc nhô ra ở các đỉnh núi. Đây sẽ là một địa điểm không nên bỏ qua của các tín đồ Phật giáo khi đến với đất nước Trung Quốc. Vậy núi Nga Mi và môn phái Nga Mi có liên quan gì đến nhau không? Theo tiểu thuyết của Kim Dung, phái Nga Mi được sáng lập bởi Quách Tương, là tiểu nữ của vợ chồng Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Quách Tương thì yêu đơn phương dương quá. Khi Quách Tương đến Thiếu Lâm tự dò la tin tức của Dương Quá và Tiểu Long Nữ không được, đến năm 40 tuổi thì chán nản và bỏ lên núi Nga Mi và sáng lập ra môn phái Nga Mi. Còn trong thực tế, nhiều tài liệu vẫn nói rằng có tồn tại phái Nga Mi trên núi Nga Mi. Võ thuật Nga Mi trong lịch sử có nguồn gốc từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, chứ không phải vào cuối thời Tống và đầu thời Nguyên. Người sáng lập võ thuật Nga Mi là võ sư Chiến Quốc Tư Đồ Huyền Không, chứ không phải nữ hiệp Quách Tương. Núi Nga Mi là một căn cứ cho đạo giáo. Trong thời Xuân Thu đã có rất nhiều người đến núi Nga Mi ẩn cư. Cuối thời Chiến Quốc, khi mà Đại Tần quét ngang lục quốc, buộc nhiều đạo gia học giả đến núi Nga Mi tị nạn ẩn cư, tiếp tục thúc đẩy sự hình thành của phái Nga Mi. Tiếp tục là một địa danh về Phật giáo. Tượng Lạc Sơn Đại Phật là một địa điểm du lịch văn hóa cấp 5A của Trung Quốc. Lạc Sơn Đại Phật tọa lạc giữa ngã ba của ba con sông Mân Giang, Thanh Y và sông Đại Độ. Toàn bộ khu thắng cảnh rộng 17,88 km², với những nét văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Sông núi xen kẽ hòa trộn với nhau, điểm thêm vào đó là những công trình văn hóa Phật giáo đồ sộ. Bạn có thể leo lên các bậc cầu thang hoặc du ngoạn trên sông để ngắm núi non xanh biếc. Tượng Lạc Sơn Đại Phật là điểm nhấn chính trong khu thắng cảnh,
Bức tượng được cho là bắt đầu xây dựng năm 713 vào thời vua Đường Huyền Tông, do nhà sư Hải Thông khởi xướng xây dựng bằng cách đục đẽo các khối đất đá kế bên sông. Đây là khu vực của ngã ba sông, nên vào mùa mưa, các con lũ cứ cuồn cuộn chảy xuống khu vực đất canh tác, làm hư hại mùa màng. Để khuất phục dòng sông, nhà sư Hải Thông đã quyết định đào và khắc một tượng Phật lớn để dẹp yên con quỷ nước. Khi công trình này xây dựng, các vị quan địa phương muốn tới để thu phí. Trước sự bất bình đó, nhà sư đã phải lấy con mắt của mình ra và cuối cùng ông đã phải hy sinh. Công trình sau đó được những người học việc của ông xây dựng và được hoàn thành vào năm 803. Trải qua hơn 1.000 năm, bức tượng vẫn sừng sững tồn tại cho tới bây giờ. Năm 1996, Lạc Sơn Đại Phật được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới và chính thức được đưa vào danh sách Di sản Thế giới. Tượng Phật có hình dáng cân đối và trang nghiêm. Đức Phật cao 71m, rộng 10m. Đây cũng là tượng Phật Di Lặc bằng đá lớn nhất thế giới. Tạm biệt các di tích lịch sử văn hóa, chúng ta đến khu thắng cảnh thiên nhiên Hoàng Long. Hoàng Long là khu du lịch cấp 5A của Trung Quốc, đồng thời công viên địa chất và di sản thiên nhiên thế giới. Thắng cảnh Hoàng Long nằm châu tự trị người Tạng A3 thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Ở độ cao hơn 3.000m, đây là một trong những khu thắng cảnh cao nhất Trung Quốc. Toàn khu có hai phần chính, gồm Hoàng Long và Mưu Nặc Câu. Địa chất Travertine là điểm đặc trưng của khu cảnh quan Hoàng Long. Cảnh quan tập trung chính tại thung lũng Hoàng Long dài 3,6 km được bao phủ với trầm tích Travertine sắp xếp theo các bậc thang. Nó giống như một con rồng vàng, nên người ta gọi là Hoàng Long. Đi kèm với các ngọn núi được phủ bởi tuyết trắng, những thác nước, rừng nguyên sinh, hẻm núi đã tạo cho khu thắng cảnh Hoàng Long một sức hút vô cùng độc đáo. Khu bảo tồn gấu trúc lớn của Trung Quốc nằm ở thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên. Nơi đây là khu bảo tồn gấu trúc nổi tiếng, là nơi nghiên cứu khoa học và nhân giống gấu trúc, đồng thời là cơ sở giáo dục cộng đồng và du lịch độc đáo. Gấu trúc trên toàn thế giới đều có quốc tịch Trung Quốc và đa phần có nguồn gốc từ tỉnh Tứ Xuyên. Gấu trúc được xem như là quốc bảo của Trung Quốc và là một món quà khi đất nước này muốn đi ngoại giao với các nước khác. Để thuê một con gấu trúc lớn về nuôi không hề rẻ. Là loài ăn thuần chay 100%, mặc dù thuộc bộ ăn thịt, nhưng để nuôi được con gấu lớn chỉ hai màu đen trắng với IQ siêu thấp này còn tốn kém bằng toàn bộ cả vườn thú cộng lại. Các nước ngoài Trung Quốc muốn nuôi một cặp gấu trúc lớn phải có chính phủ đứng ra bảo lãnh và giá thuê khoảng 20 triệu đô một cặp trong vòng 10 năm. Các con gấu trúc lớn sẽ được cấp hộ chiếu mang quốc tịch Trung Quốc. Con cái của chúng sinh ra ở bất kỳ đâu cũng đều mang quốc tịch Trung Quốc và phải hồi hương về Tứ Xuyên khi tròn 2 tuổi. Chi phí chăm sóc trung bình của một cặp gấu trúc dao động từ 8 đến 30 tỷ một năm. Quả là không dành cho những nước nghèo muốn đưa chúng về vườn bách thú. Danh thắng nổi tiếng nhất Tứ Xuyên chắc hẳn là Cửu Trại Câu. Cửu Trại Câu là một danh thắng cấp 5A của Trung Quốc, là một cơ sở giáo dục khoa học nổi tiếng, đồng thời cũng là di sản thiên nhiên thế giới. Cửu Trại Câu nằm ở phía bắc tỉnh Tứ Xuyên gần với tỉnh Cam Túc. Cửu Trại Câu được đặt theo tên của 9 ngôi làng của người Tây Tạng sinh sống trong đó. Tổng chiều dài của thung lũng Cửu Trại Câu là 50 km. Các danh lam thắng cảnh tự nhiên đều tập trung ở hai bên bờ của các con sông suối ở đây. Cửu Trại Câu có môi trường sinh thái nguyên sơ, không khí trong lành. Núi, rừng, hồ, suối kết hợp với nhau tạo nên một khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Được mệnh danh là tiên giới, xứ sở thần tiên trên trái đất. Nước là linh hồn của cảnh sắc Cửu Trại Câu. Nó tinh khiết, sạch sẽ trong như pha lê và nhiều màu sắc. Cảnh sắc bốn mùa ở đây cũng khác nhau. Mùa xuân cây cối hoa lá lộng lẫy, mùa hạ cây nước hồ xanh tươi, núi rừng nhuộm một màu vàng vào mùa thu, mùa đông thì băng giá tạo nên một màu trắng hùng vĩ. Ở Cửu Trại Câu có thác nước có tên là Chân Châu. Thác nước nằm ở độ cao 2.433m so với mực nước biển. Thác nước cao 21m, rộng 162m. Nói đến thác nước này bạn chưa chắc đã biết, nhưng nhắc đến Tây Du Ký bạn sẽ ấn tượng với nó. Nếu bạn còn nhớ đến đoạn mở đầu trong bộ phim phiên bản 1986 này, có một đoạn thầy trò Đường Tăng dắt ngựa đi qua một con thác. Và đây chính là con thác trong bộ phim. Dòng suối từ phía trên chảy xuống, tạo thành một vũng nước ngoạn mục. Thác nước chia thành nhiều tầng, nước ào ào chảy xuống. Đến với Cửu Trại Câu bạn đừng quên ghé tới chỗ này để có thể hoài niệm lại hồi ức về bộ phim gắn liền với nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam nhé. Tứ Xuyên với lịch sử lâu dài, thiên nhiên tươi đẹp, có rất nhiều địa điểm du lịch tại đây mà chưa thể liệt kê hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.